cháy nổ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người vì những thiệt hại và hậu quả nặng nề, đau thương của nó. Mỗi năm, nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng xảy ra nhiều vụ cháy nổ thương tâm với diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cướp đi nhiều sinh mạng, thiệt hại hàng tỷ đồng và để lại những dư âm ám ảnh nặng nề. Ngay lúc này, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hãy tích cực, chủ động và quyết tâm đề cao công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ ở mọi lúc, mọi nơi. Toàn dân tích cực nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ chính là hành động thiết thực góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội. Phòng chống cháy nổ, hãy ý thức từ mỗi người dân.